Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, Toyota Innova thất thế ở trong phân khúc MPV 7 chỗ trong tháng 5. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Tháng đầu tiên trở lại sau giãn cách xã hội, thị trường ô tô nói chung và phân khúc MPV phổ thông nói riêng bắt đầu cho thấy dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, doanh số các mẫu MPV đạt 1.458 xe trong tháng 5, tăng sấp xỉ 49% so với 981 chiếc của tháng trước. Tuy vậy, kết quả này chỉ bằng 40% cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, Suzuki Ertiga đã vượt mặt Toyota Innova về doanh số trong tháng 5. Đại diện của Suzuki có kết quả kinh doanh tốt hơn đáng kể, đạt mức 385 xe bán ra. Trong khi đó, cựu vương phân khúc Innova chững lại, chỉ bán được 166 xe. Mitsubishi Xpander 685 xe. Doanh số Xpander cải thiện rõ rệt so với 380 xe bán ra tháng trước. Nhờ đó, xe tiếp tục giữ vững vị trí ăn khách nhất trong phân khúc, đứng thứ 7 bảng xếp hạng các xe bán chạy trong tháng 5. Dù vậy, kết quả 685 xe bán ra của Xpander vẫn khiêm tốn so với cùng kỳ năm 2019, khi xe đạt mức doanh số bùng nổ là 2.138 chiếc. Tuy nhiên, cần lưu ý số xe Xpander bán ra trong tháng 5 là model cũ, với lượng hàng tồn kho có giới hạn, được Mitsubishi bán nốt để nhập Xpander 2020 vừa trình làng cách đây không lâu. Suzuki Ertiga 385 xe. Với doanh số tăng mạnh từ 75 tới 385 chiếc trong tháng 5, Suzuki Ertiga bất ngờ vượt qua Toyota Innova để trở thành mẫu MPV ăn khách thứ 2 phân khúc sau đợt giảm giá từ 25 đến 45 triệu đồng tùy theo năm sản xuất được các đại lý Suzuki áp dụng trong tháng trước. Ertiga đã có biến chuyển rõ rệt về lượng xe bán ra. Song song đó, Suzuki còn giới thiệu thêm phiên bản Ertiga Sport bổ sung các tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, số lượng xe Ertiga Sport nhập về Việt Nam hiện đang rất hạn chế. Thứ 3, Toyota Innova 166 xe. Sau 4 tháng bám đuôi sát sao Xpander với 338 xe bán ra, Toyota Innova tiếp tục bị đối thủ bỏ xa trong tháng 5 khi chỉ đạt được doanh số là 166 xe. Mặc dù liên tục được đại lý giảm giá từ 35 đến 50 triệu đồng, thậm chí có lúc lên tới 120 triệu đồng cho phiên bản Innova E 2019, cựu vương trong phân khúc vẫn tỏ ra thất thế trước Xpander. Thế hệ Toyota Innova hiện tại đã ra mắt từ năm 2016. Suốt thời gian vừa qua, xe không nhận được nhiều sự nâng cấp, đổi mới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Innova suy giảm về tính cạnh tranh với các đối thủ ở trong phân khúc. Thứ 4, Kia Sedona 114 xe. Doanh số của Kia Sedona tăng nhẹ so với kết quả 102 chiếc xe bán ra trong tháng 4. Tuy nhiên, xe vẫn phải nhường vị trí thứ 3 cho Toyota Innova do cả hai mẫu xe này đều bị Suzuki Ertiga vượt mặt. Dù có giá bán thuộc nhóm đắt nhất phân khúc MPV phổ thông, Kia Sedona vẫn cho mình lượng khách hàng riêng nhờ thiết kế lịch lãm cùng với lượng trang bị đầy đủ. Tại Việt Nam, Kia Sedona được phân phối với hai lựa chọn động cơ diesel 2.2 lít và xăng 3.3 lít đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có 3 phiên bản bao gồm Deluxe, Luxury, Premium với mức giá niêm yết lần lượt là 1.099 tỷ đồng, 1.209 tỷ đồng và 1.429 tỷ đồng. Kia Rondo 82 xe. Tương tự Sedona, Kia Rondo cũng có doanh số tăng nhẹ từ 75 lên 82 xe trong tháng 5. Là đại diện trong nhóm MPV 7 chỗ cỡ nhỏ của Kia, Rondo sở hữu các trang bị an toàn và tiện nghi tương đối đầy đủ so với các đối thủ trong tầm giá. Tuy nhiên, Rondo có kết quả kinh doanh không mấy khả quan ở tại thị trường Việt Nam và thường xuyên nằm ở vị trí những xe MPV ế nhất. Kia Rondo sở hữu khối động cơ xăng 2.0 lít, công suất 150 mã lực, mô men xoắn là 164 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc số tự động. Xe có hai phiên bản GMT và GRT với giá niêm yết lần lượt là 585 triệu đồng tới 669 triệu đồng. Rondo hiện được Kia giảm giá 15 triệu đồng đi kèm bộ phụ kiện. Toyota Avanza 26 xe. Dù doanh số tăng hơn 3 lần so với tháng trước, Toyota Avanza vẫn là mẫu xe ế khách nhất trong phân khúc MPV phổ thông. Xét rộng ra toàn bộ giải sản phẩm của Toyota tại Việt Nam, Avanza chỉ xếp trên Alfa, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, GX 470 về số lượng xe bán ra.
Bên cạnh đó, doanh số cộng dồn 5 tháng đầu năm của Avanza cũng chỉ vẻn vẹn 127 xe, thấp nhất phân khúc. Dù thu về nhiều thành công tại các thị trường lân cận như Indonesia hay Thái Lan, Avanza lại không được người dùng Việt Nam quan tâm do thiết kế kém bắt mắt và lượng trang bị tương đối nghèo nàn. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.